Okay, xin chào anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu anh em một dòng một cặp combo dòng chống giật và chống chập, dòng hàng Nhật bãi. Thì bên trái các bạn là dòng chống giật thương hiệu Lationa, công suất 5A, và bên phải là dòng chuyên chống chập cũng công suất 5A của thương hiệu lụa đệm Nhật anh em nhé. Cả hai dòng này anh em sử dụng điện 220V thì mình ok. Bởi vì nguyên bản của điện đây là dòng 3 pha của Nhật. 3 pha thì sử dụng điện 200V thì anh em mình vẫn dùng điện 220V, các bạn chỉ cần bỏ giữa đi. Mình đã bỏ sẵn ốc rồi, các bạn đấu cho mình hai bên đấy, bỏ giữa vào ở trên và ra ở dưới. Chống chậm thế, các anh có thể bỏ cái lắp này ra, đây cái lắp bịt. Các bạn cũng thế thôi, bỏ giữa, đấu hai vào trên và ra dưới. Thì cái dòng sản phẩm chống giật và chống chập này thì bên mình sử dụng rất là nhiều rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái link đường video cách test hai dòng này cho các bạn. Thì mình xin sơ lược qua. Thì em đầu tiên em Lationa này, rất hiếm gặp con em đẹp xuất sắc này anh em nhìn nhá, chân đồng vàng này. Đấy. Công suất 5A và dòng rùa 30mA là cái dòng rùa chống giật đấy. Đấy, từ 100-200V. Các bạn sử dụng điện lưới anh em mình vô tư luôn nhá. Đẹp đồng bộ đồng phần như đẹp 95% anh em nhá. Kích thước thì dòng này dòng size trung. Đấy, chiều này nó khoảng tầm 10cm. Tầm này khoảng tầm 7cm anh em nhé. Đây dòng gài, gài vào cái dãy ổ điện đều được. Anh em bắt vít vào tường đều được. Đây có cái hai chỗ vít này. Trên dưới đều có, thoải mái luôn. Thì với công suất 50A này thì phù hợp cho anh em sử dụng gia đình. Nhà tầm 3 tầng là thoải mái luôn anh em nhé. Chức năng chính thì nó sẽ gồm chức năng chống quá tải. Thì con hai con đều có nhé. Thì đều là 50A đều chống quá tải rồi. Còn chức năng chính của con này là chống giò điện và chống giật ý. Giò điện với giật thì là một. Khi trong gia đình các bạn bị giò ra một lượng điện tầm 30mA, tương đương là khoảng tầm 5-6W ấy, thì tự động cái áp nó sẽ ngắt, nó bảo vệ cho anh em đấy, chống giật và an toàn con người luôn. Thì ở đây nó có ba cái nút. Cái dòng này ra tên là có 3 nút. Thì nút màu vàng này anh em nhé là cái nút trạng thái. Trong quá trình sử dụng nếu áp của bạn bị ngắt, nếu cái nút này nó lồi lên, nó lồi lên thì là do bị hiện tượng là điện giật. Còn nếu mà hoặc giò điện nhá, điện giật giò điện là một, hoặc lúc nó thụt xuống thì do các bạn bị quá tải trong gia đình bạn. Thì cách sử dụng có hai cái chỗ test. Cái dòng này nó có dòng ba chỗ bấm. Một là nếu có điện thì bạn cắm điện đây nhá, cắm điện vào, cậu ấn nút mình nút này, nó nhảy cái tạch cái nó nhảy xuống thì là chức năng chống giật của áp vẫn hoạt động ok. Thì anh em thường xuyên ấn cho mình, ví dụ vài tháng mà ấn mình test kiểm tra. Còn thứ hai là cái nút này nữa là nút test cứng nhá, là anh em có thể test không cần điện, ấn ở đây đấy, nó ngắt là ok. Lại cái dòng ba nút này thì thỉnh thoảng mới về thôi đấy, thì lô này về em có triệu anh em một cặp là duy nhất thì thôi đấy, ấn này ngắt này đấy. Thứ hai là cái dòng này là dòng chống chập, dòng này là cực kỳ là nhạy đấy. Khi các bạn cần chạm hai đầu âm dương vào nhau là con áp nó ra nhảy rồi, thì nó sẽ bảo vệ cho bạn trước khi bị hỏa hoạn hoặc cháy. Bình thường các dòng áp khác khi các bạn bị chập điện, tức là đoạn mạch ấy, thì khi điện áp nó vượt ngưỡng 50A, nó tương đương khoảng tầm hơn 10kW ấy, hơn 10kg thì nó mới ngắt anh em nhé. Có dòng này thì cần hơi mình đánh hai đầu âm dương vào nhau đấy là nó đã ngắt rồi, thì sẽ bảo vệ trước hỏa hoạn cho anh em. Đây là bộ combo anh em nên sử dụng. Các bạn có xem những video ở phần mô tả phần dưới, anh em xem cách test và thực hiện cách như nào chạy hai dòng này cho anh em nhé. Đây thì một combo gồm một em chống giật và một em chống chập. Và xin giới thiệu với anh em. Đây giá toàn bộ bao gồm là 400.000 đã gồm vi ship anh em nhé. Đấy, ok. Anh em cần liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Xin chào người các video sau.